Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái số tự nhiên ở trong C. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu đến một số cái kiểu dữ liệu của số tự nhiên ở trong C. Đầu tiên là kiểu short, tiếp theo là integer, tiếp theo là long và tiếp theo là long long. Về short thì nó sẽ ngắn hơn cái kiểu in là integer đấy. Và cái tiếp theo kiểu long thì nó sẽ dài hơn kiểu in, và kiểu long long thì nó dài hơn kiểu long và dài hơn in và short. Đấy, dĩ nhiên là như vậy. Và về bộ nhớ của nó thì thường ở trong các hệ điều hành Windows hay là một số hệ điều hành khác thì bình thông thường thì kiểu short sẽ là 2 byte, kiểu in là 4 byte, kiểu long là 4 byte và kiểu long long sẽ là 8 byte. Và trong trong các cái compiler khác nhau thì người lập trình cũng có thể thay đổi lại các cái thông số đó để mà tiết kiệm cái bộ nhớ. Và sau đây thì mình sẽ đưa ra cái một cái đoạn code để các bạn thấy rõ hơn về các kiểu dữ liệu như thế này. Ở đây thì mình đã viết sẵn một cái đoạn code nhỏ để các bạn thấy. Ở đây thì cái mình giải thích thêm với cái thư viện limit. Cái thư viện limit này để dùng mình dùng để tức là mình dùng để chỉ ra được cái giới hạn của một cái kiểu dữ liệu nào đó. Ví dụ ở đây mình print ra cái short min và cái short max thì mình dùng cái câu lệnh như này, tương tự cho kiểu in và kiểu long. Vì sau khi các bạn viết code xong thì các bạn có thể compile để xem. Đấy, kiểu short thì giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là -32768 và kiểu lớn nhất của kiểu short đó là 32767. Đấy, tương tự cho kiểu in, kiểu in của nó thì nhỏ nhất sẽ là -2147483648 và kiểu nó kiểu lớn, giá trị lớn nhất của nó sẽ là đấy, không sao đấy. Đấy, như vậy các bạn đã thấy sự khác biệt chưa? Đấy, giữa 2 byte và 4 byte đấy. Thì trên đây là phần giới thiệu của mình về một số cái kiểu dữ liệu của số tự nhiên ở trong cái lập trình C. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.